Chúng ta trở lại phần số 2 của bài học mà chúng ta nói tôi và hội thánh tôi, cái phần chỗ đứng của tôi, công việc của tôi, trách nhiệm của tôi, vinh dự của tôi và Chúa sử dụng ở trong hội thánh của Chúa. Tôi muốn bắt đầu với một cái sự nối kết với một người bạn của tôi tên là Steve. Lúc tôi ở Iowa thì đi học rồi. Mùa hè thì đi làm, thì tôi làm roofer, tức là làm thợ lợp mái nhà đó. Thì mình trẻ mà mới không biết làm việc, nên công việc của tôi chỉ là khiêng phụ vác, khiêng đồ cho các người mà họ biết làm, thì họ lợp những cái mái nhà đó. Thì một trong những người rất giỏi để mà tôi làm việc chung là tên là Steve. Thì anh làm việc giỏi lắm, anh làm nhanh lắm, rất là được yêu chuộng, nhưng mà anh có cái tật là anh làm cái phần nào của anh thôi mà chuyện anh thích làm. Anh là người thích sống ở trong rừng, hay thích đi vô rừng một mình. Thành thử anh thích bánh Twinkies và anh thích chocolate milk. Anh làm ra đủ tiền mà anh mua một số bánh Twinkies rồi chocolate milk, thế nào đủ rồi thì anh không làm nữa. Anh vác cái gói đó anh đi vô rừng. Anh vô anh ở 1-2 tuần, 3 tuần gì đó, khi nào hết Twinkie, hết chocolate milk thì anh đang đi làm lại. Có hồi thì anh vào đó mới có mấy ngày, anh chạy vô anh đi làm lại, hỏi tại sao mấy con bé nó ăn hết Twinkie rồi. Thành ra Steve rất là nice, rất là dễ thương, nói chuyện rất là hiền hòa, làm việc chung rất là giỏi. Nhưng mà không có tùy thuộc nên anh được. Tại vì bữa nào mà anh không hứng thì anh không làm. Bữa nào mà anh có Twinkie thì anh nghỉ. Lúc nào anh vui thì anh tới anh làm. Khi tôi suy nghĩ tới cái công việc chung á, thì cái hình ảnh của Steve nó ám ảnh một phần. Đó là khi chúng ta nhìn vào trong cộng đồng của Hội Thánh, trong cái công việc của chúng ta được giao phó, trong sự liên hệ của chúng ta. Nhiều khi cái liên hệ của mình trong cái chỗ đáng lẽ đậm sâu thì nó giống như là Twinkie và chocolate milk. Mỗi người tùy theo ý riêng, công việc riêng, thứ tự ưu tiên, mình làm thi hành theo cái ý đó. Và đó là cái vấn đề đang xảy ra tại Hội Thánh Corinto. Họ có nhiều ân tứ Chúa ban, nhiều cơ hội Chúa dành cho, nhưng họ không thực hiện được công việc của Chúa, tại vì nhiều Steve trong Hội Thánh làm theo chuyện riêng của mình, ý định độc lập, không dính líu tới ai, không nối kết với những người khác trong cộng đồng dân Chúa. Thật ra chúng ta muốn tránh tình trạng đó. Và chúng ta muốn học hỏi theo sự hiểu biết nối kết trong thân Chúa, như chúng ta được thấy trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc. Xin Chúa vừa giúp đỡ cho chúng ta đứng đúng chỗ và làm đúng mức, thi hành công việc của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Xin cho chúng con nghe lời Chúa trưa nay, và tấm lòng chúng con nhạy cảm với lời của Chúa, vâng phục những gì mà Chúa dạy, để chúng con sống trong tình yêu của Chúa Giêsu, ân sủng của Chúa, sự nối kết của quyền năng Thánh Linh Chúa làm công việc, để Hội Thánh Chúa được tăng trưởng, công việc Chúa được thực hành, Chúa được sáng danh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Nếu mà sứ đồ Phaolô phải nói chuyện với Steve, thì tôi nghĩ ông cũng sẽ nói cái điều mà ông đã nói với Hội Thánh ở tại Corinto, cũng như nói với Hội Thánh chúng ta, là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là một ở trong thân Chúa, chúng ta không thể hiện hữu ở ngoài thân Chúa. Và chúng ta nhận cái chỗ sống trong thân Chúa, và chúng ta cần nhau, cần anh chị em trong thân Chúa. Đó là cái điểm mà ông muốn nói sáng hôm nay. Tôi muốn ôn lại 2 phần đầu chúng ta đã học qua. Nó nối kết với nhau, ông trộn cái sự gắn bó lại và những cái chi tiết, những cái nguyên tắc chung để chúng ta thi hành điều đó. Thì trong câu số 12, ở đây ông bắt đầu nói là vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân có dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Thì ông nhắc nhở rằng cái vấn đề của chúng ta ở trong Hội Thánh, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là một thân. Đấng Christ khác nào như vậy? Ông dùng cái hình ảnh của thân thể để làm cái hình ảnh thí dụ, và ông nói là chi thể, thân thể của Đấng Christ, tức là Hội Thánh Chúa, cũng hoạt động như là trong một thân. Đó là có nhiều chi thể nhưng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Và thân Chúa được sử dụng cho công việc của Chúa. Chúa đem dân sự Chúa, những người được cứu vào trong thân của Chúa để thực hiện công việc của Ngài.
Và khi chúng ta hiểu cái sự liên hệ ở trong thân thì chúng ta mới có thể thực hành điều đó trong công việc của Chúa giao phó. Thành ra điều mà sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta thấy, dù chúng ta hiểu rồi nhưng ông nói rằng mình hiểu đó nhưng mà mình vẫn còn Twinkie rồi chocolate milk, mình vẫn quyết định theo cái thời khóa biểu của mình. Thì ông nói là phải hiểu một điều là tất cả những người thuộc về Chúa đều thuộc về trong thân thể Chúa là hội thánh. Và khi mà nói thuộc về thân thể Chúa trong hội thánh thì giống như thuộc về trong một cái thân thể vật chất vậy. Nghĩa là chúng ta thuộc về thân thể giống như là chi thể thuộc về thân thể. Nghĩa là bị cắt bỏ ra khỏi thân thể thì chúng ta không có sinh hoạt được, chúng ta sẽ không tồn tại được, chúng ta sẽ chết. Và những gì chúng ta làm hay là không làm trong thân thể thì nó ảnh hưởng tới thân thể, tích cực hay là tiêu cực. Điều Chúa giao mà chúng ta làm thì nó gây dựng thân thể. Điều Chúa giao mà chúng ta không làm thì nó tổn hại cho thân thể. Thì cũng như thân thể của mình với chi thể làm việc hay không làm việc cũng như vậy. Thì sứ đồ Phaolô khi dùng cái câu này và ông nhắc chúng ta đó là thì Đấng Christ cũng như vậy, Đấng Christ khác nào như vậy, thì ông nhắc lại là cái đời sống ở trong Chúa, cái sự ban cho của sự sống trong Chúa nó tuôn chảy ra trong thân thể Chúa thì cũng đi qua các chi thể và các sự nối kết của cộng đồng dân Chúa chung với nhau. Nghĩa là hội thánh được sống động mạnh mẽ thì nó tùy thuộc nơi những cái sự liên đới của các chi thể chung với nhau. Và ở chỗ đó thì sự sống của Chúa tuôn chảy, và nếu mà sự sống đó tuôn chảy thì các chi thể cũng sẽ được mạnh mẽ và sẽ được hoạt động đúng theo mức mà Chúa đã thẩm định. Thì ông đưa ra điều đó cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta sống trong Chúa và chúng ta tuyên bố trong sự sống mà Chúa giao phó cho chúng ta, ngay khi chúng ta dự thánh lễ báp têm, chúng ta đã nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, đó là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Câu đó chúng ta rất yêu mến, chúng ta rất trân quý. Nhưng điều mà chúng ta phải hiểu là cái sự sống đó phải được sống trong cộng đồng hội thánh. Cái sự sống mà tôi nói là tôi sống không phải là tôi sống nữa. Sự sống mà nói rằng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống mà tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, trong tình yêu với Chúa. Và Ngài đã phó chính mình Ngài vì tôi thì nó không phải là giữa tôi với Chúa không mà thôi. Nó phải được sự sống trong thân của Chúa. Tại vì Chúa không có tuôn chảy sự sống ở ngoài thân của Chúa. Và tất cả chúng ta được hiệp một trong thân Chúa. Chúng ta đã nhắc lại là khi chúng ta nói về thân Chúa, dĩ nhiên chúng ta nói về thân thể của hội thánh phổ thông, hội thánh vô hình. Nhưng chúng ta cũng nói cái sự bày tỏ của sự sống đó trong sự liên hệ của hội thánh địa phương. Và cái hội thánh địa phương thì Chúa đặt để chúng ta trong thời điểm của chúng ta, thì chúng ta hiểu cái điều cần thiết để mà chúng ta sống trọn vẹn trong điều mà Chúa ban cho. Tại vì cái hội thánh địa phương cộng lại bày tỏ Chúa trong hội thánh phổ thông, và hội thánh phổ thông được giao phó một cái chỗ đứng hết sức là đặc biệt. Đó là chúng ta là sự đầy đủ của tất cả những gì Chúa muốn mặc khải. Hội thánh là sự mặc khải của Chúa trên đất này, và sự toàn vẹn của Chúa Giêsu được thấy không phải trong tư tưởng của mỗi cá nhân, nhưng được thấy trong sự trọn vẹn của hội thánh Chúa. Ở trong Ephesos đoạn 1 câu 22-23 chúng ta quen thuộc, tôi nhắc lại câu này thường xuyên. Đó là Ngài bắt muôn vật, tức là Đức Chúa Trời bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tỏ mọi sự trong mọi loài. The fullness of Christ. Hội thánh là sự trọn vẹn của Đấng Christ. Như Chúa Jesus Christ là sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời, bày tỏ trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Những gì chúng ta biết về Đức Chúa Trời, chúng ta biết qua Đức Chúa Jesus Christ và những lãi đạo về Ngài. Thì cái chữ này, fullness of Him, cái sự trọn vẹn đầy đủ của Đấng gồm tỏ mọi sự trong mọi loài. Nghĩa là những gì được biết về Đấng Christ, bày tỏ về Đấng Christ, thì được bày tỏ trong hội thánh và qua hội thánh. Nghĩa là nếu mà Chúa thật hay không, Chúa sống động hay không, Chúa mỹ đức của Chúa được dạy dỗ như thế nào, thì chúng ta kinh nghiệm những điều đó trong cộng đồng của hội thánh và qua cộng đồng của hội thánh. Cho nên đây là điều rất là quan trọng để chúng ta thi hành trong đời sống của mình. Và ngay trong điểm đó thì sứ đồ Phaolô nhắc lại trong câu số 13
đó là chúng ta có một điều làm việc trong chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa. Vì chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Greek, hoặc tôi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Chúng ta đã nói kỳ trước đó là ở đây là điều xảy ra cho chúng ta. Chúng ta không chọn để làm những điều này. Chúng ta là người nhận những điều này. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì có những điều Chúa làm cho chúng ta, là Chúa ban cho chúng ta sự sống mới trong Đức Thánh Linh. Chúa cho chúng ta có sự tái sanh, sự sanh lại. Thì cùng với cái sự tái sanh, sự sanh lại đó, Chúa xưng nghĩa cho chúng ta được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời trong sự toàn vẹn của Chúa Giêsu. Đồng thời Chúa làm phép báp têm cho chúng ta hiệp một trong hội thánh Chúa, và chúng ta hiệp một trong hội thánh Chúa có Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống chúng ta. Chúa ở với chúng ta. Tất cả những điều đó là một thời điểm xảy ra chung một lần. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được cứu, chúng ta được tha thứ, chúng ta được sự sống đời đời. Chúng ta có Đức Thánh Linh, chúng ta có hội thánh, chúng ta thuộc về Chúa. Và không ai được cứu mà ở ngoài những điều này. Cho nên một người được cứu là một người thuộc về hội thánh, và một người được cứu là người có Đức Thánh Linh để làm việc sống động trong cái cộng đồng của hội thánh. Và cái chữ đã được xảy ra trong thì quá khứ, và cái thể thụ động, nghĩa là đây là điều không phải chúng ta chọn để mà tham dự, nhưng đây là Chúa làm cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta. Và trong sách Galatia đoạn 3 câu 26 thì sứ đồ Phaolô nhắc lại điều này rõ ràng để chúng ta không quên. Vì chưng anh em bởi tin Đức Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời, và anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Chúng ta chịu phép báp têm trong Đấng Christ khi chúng ta tin Chúa, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta mặc lấy Đấng Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Tất cả những điều đó nó nối kết với cộng đồng hội thánh. Chúng ta được làm báp têm, chịu báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là làm chịu phép báp têm vào trong hội thánh Chúa, hiệp một trong hội thánh Chúa. Cho nên không ai độc lập ở ngoài hội thánh Chúa mà có thể sống trọn vẹn cho ý muốn của Chúa đã được bày tỏ ra. Khi chúng ta hiểu điều đó thì sứ đồ Phaolô dẫn chúng ta vào một cái bước kế tiếp nữa, đó là ông nói rằng cái thái độ của chúng ta sống và cái sự liên kết của chúng ta sống trong cộng đồng hội thánh bày tỏ cái sự nối kết với chính Chúa và sự sống của Chúa tuôn tràn. Chúng ta không thể hiện hữu ở ngoài thân Chúa. Câu 14 tới câu 16 ông lập một cái chiều hướng đang để ông trả lời cái vấn đề đang xảy ra trong hội thánh Corinto và trong nhiều hội thánh khác. Đó là cái thái độ của con dân Chúa về cái sự liên hệ của mình đối với những người khác ở trong thân Chúa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể bằng là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng bởi đó mà chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó mà không có phần trong thân. Ông nhắc lại cho chúng ta nói cái sự liên kết này nó nằm vượt quá cái thái độ của chúng ta. Và cái thái độ của chúng ta nếu không có thích hợp thì không có nghĩa là chúng ta thay đổi cái thực chất, nhưng chúng ta phải thay đổi cái thái độ. Thì cũng như Chúa nói về cái sự gắn bó ở trong Chúa, thì trong văn đồng 15 nói rằng ai cơ trong ta vì ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các người chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cơ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho khô đi người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Vì bằng các người cơ ở trong ta và những lời ta trong các người thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì được điều đó. Vậy cho ta được sáng danh thế nào ấy là các người kết quả và được sẽ làm môn đồ ta vậy. Chúa nói là cái định nghĩa của môn đồ là môn đồ của Chúa là được gắn bó trong Chúa, nối kết với Chúa. Nối kết với sự sống được ra kết quả cho Chúa. Và người nào mà ở trong Chúa mà không có, người nào không ở trong Chúa và bày tỏ là không có kết quả thì phải bị ném ra ngoài. Thì ở đây sư đồ Phaolô dùng cái hình ảnh của cái sự nối kết ở trong thân thể để cho thấy rằng cái vấn đề mình nghĩ rằng mình có cái sự hiện hữu ở ngoài thân thể thì là một cái chuyện bất khả thi. Và ông nói về một cái thái độ thường xuyên mà chúng ta cũng nhận thấy trong hội thánh và trong chính mình nữa. Đó là có những thời điểm trong đời sống chúng ta không thấy gần gũi với hội thánh, không thấy gần gũi với anh chị em, thấy
mình bị giống như cắt đứt, bị cô lập, bị đứng riêng ra và có những thái độ buồn phiền, bất mãn. Thì đó nó cũng là chuyện tự nhiên trong cuộc đời của chúng ta, ngay khi trong gia đình của mình. Mình sống động trong sự liên hệ hàng ngày đó thì có khi vui, có khi buồn, có khi lên, khi xuống. Thì Hội Thánh cũng những cái điều đó. Nhưng mà nó không có thay đổi cái thực hữu rằng chúng ta có sự liên hệ và có sự gắn bó ở trong Chúa Giê-xu. Thì ở đây ông đưa ra cái vấn đề là nếu mình không thỏa mãn nơi mà mình được đặt để thì và mình quyết định trên cái thái độ đó hay là mình quyết định trên cái căn bản đó thì đó là một quyết định sai lầm, hay một cái thái độ sai lầm, vì nó không phải là cái thực chất hay là nó không phải là cái sự thật của sự liên hệ mà Chúa ban cho. Thì ông nói rằng nếu cái chân mà nói rằng ta chẳng phải là tay thì cái chân có nhiều lý do để không có vui trong cái chỗ đứng của mình. Nhưng mình nói cái chân thì nó làm công việc dơ dáy, khiêng nhiều người, khiêng cả thân thể cực nhọc. Tôi muốn làm tay thôi, tôi không muốn làm cái chuyện này nữa. Tôi không có thỏa mãn về cái chuyện tôi được giao phó. Tôi không thích cái chỗ tôi đang đứng và phải làm. Thì bây giờ mình nói tôi không làm nữa. Như vậy thì mình không thuộc về thân hay là mình không còn cái trách nhiệm đối với thân hay không? Sư đồ Phaolô nói chẳng phải bởi đó mà không có phần trong thân. Chẳng phải bởi đó mà không còn trách nhiệm, chẳng phải bởi đó mà không còn cái công việc Chúa giao phó, không phải bởi đó mà mình có thể làm theo ý riêng của mình được. Rồi nhắc lại để chúng ta hiểu thêm. Và nếu tay đàn trai chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân. Thì bây giờ cái chân thì thấy nó có vẻ có lý do để mà bất mãn. Thì bây giờ nó thêm tai với mắt thì nó cũng trên đầu cả, nó cũng không có chỗ cũng thấy được, thì cái vấn đề bất mãn nó cũng dễ, cũng ít hơn là của cái chân. Nhưng mà nếu có cái sự khó khăn bất mãn ở chỗ đó thì cũng một nguyên tắc mà thôi. Nên ta không thuộc về thân thì ta chẳng phải bởi đó mà không có phần trong thân. Thành thử ở đây sư đồ Phaolô nói là không có vì cái lý do mà mình không thỏa mãn hay không có vì lý do mà mình không bằng lòng mà nó thay đổi cái chỗ Chúa muốn đặt để mình và cái trách nhiệm Chúa giao phó cho mình. Cho nên không nhận trách nhiệm hay là không làm trách nhiệm, không thi hành cái trách nhiệm, không muốn cái trách nhiệm không có nghĩa là không có trách nhiệm. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì nó thay đổi cái đời sống của chúng ta trong sự liên hệ đối với Chúa và đối với nhau. Đồng thời chúng ta hiểu rằng cái lý do ở đây khi sứ đồ Phaolô đem sự so sánh thì nó nói tới một cái sự kiêu ngạo hay là một cái sự so sánh ở trong đời sống. Mình muốn cái chuyện của người khác, mình muốn cái chỗ đứng của khác hơn là chỗ Chúa giao phó cho mình. Mình không thỏa mãn nơi cái cơ hội Chúa dành cho, cái trách nhiệm Chúa ban cho. Và mình không hiểu được cái ảnh hưởng khi mình làm hay không làm. Cho nên ở đây sư đồ Phaolô nói là nếu mà mình là cái chân mà mình không làm thì dĩ nhiên nó ảnh hưởng tới thân thể. Nếu mình là cái lỗ tai mà mình không nghe, mắt mà mình không nhìn thì nó ảnh hưởng tới thân thể. Và cái hàm ý đó rõ ràng là không phải là vì mình nói như vậy rồi mình không làm nữa thì cái ảnh hưởng trên thân thể rõ ràng là thân thể phải trả cái giá của cái sự thay đổi trong đời sống của mình. Và vì thế mình không có thể quyết định trên cái tình cảm cá nhân hay là cái ý riêng của mình vì nó đòi hỏi chúng ta phải nối kết với lại trong thân thể của Chúa, hiểu biết điều đó. Thì khi chúng ta hiểu điều đó rồi thì sư đồ Phaolô muốn dẫn chúng ta vào những điểm kế tiếp. Thì ông cũng nói những điểm tương tự nhưng mà ông đi sâu hơn và ông dẫn chúng ta vào cái chỗ hiểu biết để chi tiết hơn nhận biết cái công việc mà Chúa giao phó và cái thái độ mà chúng ta phải sống. Cho nên phần số 3 thì chúng ta học là tôi nhận chỗ sống trong thân Chúa. Câu số 17 tới câu số 19 thì giúp cho chúng ta hiểu thêm phần này và ông nhắc lại cái nguyên tắc rất là rõ ràng trong câu số 18. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân. Ở đây ông đi sâu hơn một chút xíu nhưng mà cái trọng tâm của cái lý luận của ông đó là chúng ta phải hiểu biết cái ý muốn của Chúa và cái chương trình của Chúa và cái thẩm quyền của Chúa khi Chúa đặt để chúng ta trong
đời sống này, đời sống ở trong hội thánh, để chúng ta trong chương trình mà Chúa cứu chúng ta để thi hành. Thì ông nói tất cả chúng ta phải hiểu một điều, đó là Chúa có quyền tể trị trên sự đặt để chúng ta trong đời sống phục vụ. Và chúng ta mỗi người đều nhận cái trách nhiệm đó từ nơi Chúa. Không ai tự đặt để mình vào trong cộng đồng hội thánh, không ai nhận là không ai tìm cách riêng của mình để hầu việc Chúa trong môi trường mà mình thích. Đây là chuyện của Chúa, nó không phải là cái quyết định riêng của mình, nó không phải là sự chọn lựa của mình. Cho nên và tôi tưởng là mình nghe thì mình hiểu vấn đề, nhưng mà khi mình như tôi nói, mình vẫn quyết định trên Twinkie và chocolate meal và cái chuyện riêng của mình. Khi mình nói chuyện chung thì dễ hiểu, nhưng mà khi mình quyết định thì mình quyết định trên căn bản riêng, giống như Steve vậy. Thì ở đây ông nói cho chúng ta biết là chúng ta không có cái chỗ đứng đó, vì nó không phải là cái sự chọn lựa của chúng ta, nó không phải là cái quyết định của mỗi cá nhân. Và khi bước vào trong cái quyết định đó thì sư đồ Phaolô đã có lần mà chúng ta đã học đưa ra cái sự cảnh báo về vấn đề nguy hiểm này. Và ông dùng cái chữ tư tưởng cao quá lẽ để chỉ cho chúng ta là cái sự suy nghĩ sai lầm về cái chỗ đứng đó. Ở trong Roma đoạn 12 thì trước khi nói về các ân tứ và sự sai phái của Chúa, thì ông nói về cái thái độ mà chúng ta phải có, hay là cái thái độ sai lầm mà chúng ta thường có và sửa đi. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Cái tư tưởng cao quá lẽ là mình muốn làm theo chuyện riêng của mình muốn đi ý muốn riêng của mình, hầu việc trong thời điểm hay là cái kết quả mà mình mong ước, hay mình chờ đợi, mình đòi hỏi. Thì ông nói anh em không có suy nghĩ như vậy mà hầu việc Chúa được, không có suy nghĩ như vậy mà nối kết với thân thể Chúa được, trong cái chỗ mà Chúa ban cho. Phải có tâm tình tầm thường, y như theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Phải đặt để mình ở dưới cái quyền chủ động của Chúa, quyền tể trị của Chúa, quyền sử dụng của Chúa. Và đó là cái điểm mà chúng ta phải chú ý tới, vì thường xuyên chúng ta nghĩ rằng mình có quyền chọn hội thánh nào mình đi, rồi mình ở trong hội thánh đó thì mình có quyền chọn đi hay không, rồi lúc mình chọn để đi thì mình chọn hầu việc Chúa hay không, rồi lúc mình chọn hầu việc Chúa hay không thì mình chọn cái chuyện nào mình làm hay không làm. Nghĩa là phần lớn là chuyện của mình, quyết định ý tưởng riêng của mình. Trong khi đó thì chúng ta phải hỏi mỗi cái quyết định, mỗi cái góc cạnh mà mình quyết định trong đời sống của mình là Chúa muốn gì, Chúa hướng dẫn con theo lời của Chúa ra sao, Chúa đặt để cái sự kêu gọi của Chúa được hội thánh công nhận, được anh chị em khuyến khích, được cái sự năng nổ của quyền thánh linh Chúa trong đời sống bày tỏ ra như thế nào. Thì ở đây chúng ta quyết định là trong tìm kiếm ý muốn Chúa, trong cái cộng đồng chung của hội thánh và cho cái giá trị chung của hội thánh. Thành thử trong phần kinh thánh mà chúng ta học thì sư đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại nhiều lần về cái ý niệm đó. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng Chúa ban cho chúng ta trong hội thánh là vì lợi ích chung. Câu số 7, Đức Thánh Linh tỏ cho mỗi người trong chúng ta ai nấy đều được sự ích chung, nghĩa là Chúa ban cho ân tứ để cho có lợi ích chung. Rồi câu số 11 nhắc cho chúng ta mọi điều đó là công việc của đồng một thánh linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Đây là chuyện Chúa làm qua ý Ngài muốn, chứ không phải là theo ý chúng ta muốn. Rồi trong câu số 18 mà chúng ta đang học thì nhắc lại cái ý đó một cách rõ ràng hơn nữa. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý, hay lấy làm tốt mà chỉ định. Rồi xuống câu 24. Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Chúa sắp đặt theo ý muốn Chúa, Chúa sắp đặt theo chương trình của Chúa, Chúa sắp đặt theo sự tể trị của Chúa, Chúa sắp đặt để mọi điều cho lợi ích chung, cho danh vinh hiển của Chúa và cho sự tăng trưởng của hội thánh Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu, là chúng ta dự phần theo sự chỉ dạy của Chúa, theo chỗ mà Chúa đặt để trong thân của Chúa để chúng ta sống và hầu việc Chúa. Cái chữ trong câu số 18 thì có đưa ra đó, theo ý lấy Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Cái chữ
place, arrange là cái chữ chỉ định. Tôi thấy cái chữ chỉ định đó tiếng Việt rất là rõ ràng, nghĩa là chỉ cái chỗ và định định chắc cho cái chỗ mình phải làm. Nghĩa là đây là ý muốn của Chúa đưa ra, Chúa thẩm định và Chúa chỉ cho mình làm, chứ mình không có mình có bàn tính với Chúa. Chúa không có hỏi ý mình, Chúa không có xin phép, hay là Chúa không có hỏi là thích không, hay là chọn lựa chỗ nào. Chúa chỉ định vào những cái công việc. Mình dùng cái chữ bổ nhiệm, mình dùng nhiều nhiều chữ, nhưng mà cái điểm này đó là chúng ta được giao phó trách nhiệm. Và khi chúng ta được giao phó trách nhiệm, chúng ta hiểu là chúng ta được giao phó trách nhiệm trong một thân thể, nó có cái sự nối kết với nhau. Cho nên khi chúng ta không có sự nối kết với nhau thì cái trách nhiệm thi hành đó nó trở thành khó khăn. Thành thử Sư đồ Phaolô nhắc nhở nhiều về chúng ta làm sao để hiểu hội thánh, làm sao để hiểu cái cơ cấu sinh hoạt của hội thánh và cái đường lối mà Chúa làm công việc của Chúa trong hội thánh, là Chúa làm chung với nhau, các thi thể với nhau. Chúa đặt để mọi người đi chung một hướng với nhau, hiệp một chung với nhau, thi hành công việc của Chúa. Thành thử cái chỗ mà Chúa đặt mỗi người đó là đây là ý định của Chúa cho toàn vẹn của hội thánh. Mình không có tự nhiên mà đứng vào cái chỗ này, mình không tự nhiên mà đi hội thánh này, mình không có tự nhiên mà sinh hoạt trong cái chỗ mình đang sinh hoạt. Mình có thể sinh hoạt thiếu sót, mình có thể sinh hoạt sai trật, nhưng mà mình phải hiểu rằng Chúa có một cái chương trình, và chương trình đó đặt để chỗ để mình sống động toàn vẹn ở trong Chúa. Thì cái câu mà nhắc lại điều đó thì Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, Ngài đã chỉ định các chi thể của thân chúng ta chỗ nào vào chỗ đó, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị làm sao theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định, theo ý Ngài lấy làm tốt. Just as He wanted, theo ý của Ngài. Thì rõ ràng đây là cái sự quyết định của Chúa, theo ý của Chúa, nhưng mà cái cách của Sư đồ Phaolô viết thì nó gọi là chắc nịch, nó gọi là put the end to discussion, nghĩa là không còn thảo luận, không còn có bàn cãi gì. Giống như mình ở trong gia đình, con cái nó tới hỏi con làm này được không ba, nó không. Hỏi sao vậy ba, tại ba nói không. Tại sao ba nói không, thì tại ba nói không. Nghĩa là nó có cãi vòng vòng, mình cũng muốn giải thích cho nó, ba nói không là đủ rồi, ba nói không thì phải hiểu rồi, chứ cái khía cạnh nào của chữ không mà con không hiểu. Thì ở đây cái cách Sư đồ Phaolô biết là theo ý Ngài muốn, còn câu hỏi gì nữa không? Chúa có ý định, Chúa có chương trình, mình thuộc về Chúa, mình được sai phái của Chúa, và Chúa đặt để mình, cái chỗ Chúa đặt để là tốt nhất cho mình, tốt nhất cho hội thánh, tốt nhất cho công việc của Chúa và gia đình của Ngài. Thì cái thái độ của mình nó phải thích hợp với lại điều Chúa ban cho, chứ không phải mình đòi hỏi Chúa ban cho thích hợp với điều mà mình muốn, và cái sự đòi hỏi của cảm xúc mình. Thì ở đây nói về cái ý muốn của Chúa là cái ý muốn tể trị. Tất cả mọi chi tiết ở trong thân thể của Chúa, trong hội thánh hoạt động dưới cái sự tể trị của Chúa. Khi mình hiểu như vậy thì mình nói rằng mình sẽ nói không với tất cả những cái khuynh hướng độc lập. Mình sẽ từ khước những cái khuynh hướng đi một mình. Mình sẽ chỗ nào mình thấy mình tách riêng ra khỏi anh chị em, không nối kết với cái sự liên hệ với trong anh chị em, thì mình phải ngừng lại, mình phải sửa đổi điều đó. Và mình sẽ nói yes. Mình sẽ nói yes với sự chung sức, mình nói yes với sự nối kết, mình nói yes với cái sự chia sẻ chung. Mình không nói rằng tôi không muốn làm tay, tôi không muốn làm chân, tôi không muốn điều này, tôi không thỏa mãn điều nọ. Chúa nói rằng những điều đó có nói thì cũng phải hiểu vấn đề là trên cái căn bản đó Chúa đặt để theo ý muốn của Ngài, chứ không phải theo ý muốn của từng cá nhân hay là của cái sự đòi hỏi thảo luận mà mình muốn có. Thành thử ở đây nói rằng tôi nhận chỗ đứng, chỗ sống ở trong thân Chúa. Tôi nhận vì tôi biết rằng đây là điều Chúa ban cho. Tôi nhận không có nghĩa là tôi chấp nhận với một cái thái độ cực chẳng đã, nhưng tôi nhận ở trong cái chỗ đầu phục với lại những điều mà Chúa ban cho, vì biết rằng đây là điều tốt nhất của Chúa ban cho mình và cho hội thánh chung và cho danh của Chúa. Dầu là mới đầu mình có thể không thấy được cái phước hạnh liền, mới đầu mình có thể có những cái adjustment, có những cái thay đổi mà phải đáp ứng, nhưng mà cái câu số 18 thì Sư đồ Phaolô nhấn mạnh thêm cái chữ nhưng bây giờ. Ông đặt cái chữ now, tức là bây giờ thảo luận nhiều rồi, bây giờ tới cái chỗ quyết định là bây giờ phải quyết định một điều,
là Chúa là đấng thẩm định và chúng ta là đấng làm theo. Chúa lấy ý muốn tốt của Ngài chỉ định thì chúng ta làm theo. Khi chúng ta thuộc về Chúa, Chúa tạo dựng chúng ta, Chúa cứu chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự sống trong Chúa, Chúa trang bị chúng ta để làm công việc Chúa Chúa làm. Thì bây giờ Sư Đồ Phô nói thì nếu mà không làm điều đó, không có cái thái độ thuận phục nhận lấy từ nơi Chúa, thì chúng ta sống một cái sự mâu thuẫn mà chúng ta phải trả lời với Chúa. Và ông nói là khi một người tín hữu mà sống mâu thuẫn với Chúa, nghĩa là không nhận cái trách nhiệm mà Chúa đặt để, không nhận cái chỗ đứng mà Ngài dành cho, thì chúng ta giống như là cãi lại với Chúa vậy. Và ông đặt cái vấn đề này ở trong Roma đoạn 9 khi nói về một số thái độ là không chấp nhận cái sự tể trị của Chúa trong sự cứu rỗi. Thì ở đây chúng ta cũng có vấn đề là chúng ta nếu không chấp nhận cái sự tể trị của Chúa trong công việc của Hội Thánh, trong sự liên hệ với Hội Thánh, thì chúng ta cũng có vấn đề tương tự. Cho nên Sư Đồ Phô-lô hỏi trong Roma đoạn 9 câu 20: Hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái mình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng lên mình rằng sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét cùng một đống mà làm ra hàng bình để dùng việc sang trọng lại hàng khác để làm xong việc hèn hạ hay sao? Hỏi là có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng lên mình sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét. Ông nói chúng ta là cái bình được nắng thì mình đâu có thắc mắc hay là tra hỏi cái người nắng lên mình làm sao. Người thợ gốm có quyền thì Chúa có quyền, và Sư Đồ Phô nói là cái cuối cùng là chúng ta phải nhận biết đây là cái lẽ đạo từ nơi Chúa. Và khi Hội Thánh ở tại Corinto gặp khó trong vấn đề sinh hoạt chung với nhau là vì cái thái độ hay là cái sự hiểu biết sai trật của về vấn đề lẽ đạo của sự tể trị của Chúa trong đời sống. Họ không thỏa mãn với Chúa và không vâng lời Chúa, cho nên họ không hữu hiệu trong công việc Chúa ban cho. They were discontent, they were disobedient, and they were unproductive. Và rõ ràng trong đời sống của Hội Thánh chung hay là đời sống riêng của chúng ta, nếu chúng ta không thỏa lòng ở trong Chúa và chúng ta không vâng phục Chúa trong sự sai phái của Chúa, sự đặc đệ của Chúa, thì rất khó để mà chúng ta hữu hiệu trong công việc mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà nói chung khi mà chúng ta không hữu hiệu cách cá nhân thì Hội Thánh cũng trở thành không hữu hiệu. Tại vì nếu mà bàn tay không làm cái công việc của bàn tay thì cái chân nó phải làm cái công việc của bàn tay. Hay là cái tai nó phải thay thế cho con mắt thì nó làm đâu có được. Và khi một số ở trong trong cộng đồng dân Chúa mà không thỏa mãn hay là không có tích cực, thì những cái cơ cấu tích cực là phải khiêng thêm những cái chuyện mà mình không được trang bị, không phải là chuyện của mình được giao phó. Thành thử cuối cùng thì Hội Thánh bị tàn tật, Hội Thánh bị không có quân bằng, unhealthy, và những nhu cầu của Hội Thánh không được giải quyết và công việc, mục đích của Chúa không thi hành được. Thành thử cái câu mình phải để ý để mình quyết định cho những đời cái căn bản trong đời sống của mình, đó là theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Trong đời sống chúng ta phải tới một cái chỗ chúng ta nói theo ý Cha, điều Cha thấy làm tốt, điều Cha chỉ định là điều con làm. Một điều mà mình nói rằng nhưng mà Chúa biết cái chương trình Chúa chỉ định, thì dĩ nhiên Chúa biết chương trình Chúa chỉ định. Chúng ta không nói rằng khi bắt đầu ở trong một hội thánh thì phải ở trong hội thánh đó trọn đời. Có khi Chúa chỉ cho những cái bước hầu việc Chúa trong hội thánh đó để càng tăng tiến hơn. Có khi Chúa mở những con đường hầu việc Chúa tại những nơi khác. Nhưng mà khi Chúa mở những con đường thì rõ ràng là sẽ có cái thẩm định của lời Chúa, có cái tiến trình của confirmation, của sự xác minh của ý Chúa, của hội thánh, của anh chị em, của lời Chúa và của hoàn cảnh mà Chúa dành cho cá nhân, có sự đốc thúc của Thánh Linh. Nhưng mà một điểm mà nói rõ ràng là Chúa sẽ không thay đổi cái sự chỉ định vì cái thái độ không bằng lòng của mình. Sao mình biết điều đó thì Sư Đồ Phaolô đã nói rồi, khi mình không bằng lòng không có nghĩa là Chúa thay đổi để cho mình được bằng lòng. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó, chẳng phải bởi thái độ đó, bởi
cái sự không thỏa lòng đó, mà chân không có phần trong thân. Và nếu ta rằng vì chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó mà không có phần trong thân. Sau khi ông nói điều đó rồi đó, thì ông muốn nhấn mạnh rằng khi mình không đồng ý với Chúa, không có nghĩa là Chúa sẽ thay đổi cái assignment cho mình. Chúa vẫn giữ mình trong cái trách nhiệm đó. Vì chúng ta có nhiều cái lý do để muốn thay đổi, và nếu lý do đó là thuộc về chính mình thì không toàn thành ý của Chúa. Rồi sau khi ông nói như vậy thì ông hỏi, nhưng mà có ai thắc mắc, có bao giờ mình suy nghĩ là nếu tất cả làm theo ý riêng của mình thì cái chuyện gì xảy ra cho cộng đồng hội thánh? Thì ông hỏi câu đó, và ông hỏi bằng cái cách trong câu số 17 là ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu, nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu. Nghĩa là nếu mỗi người đều muốn cái chuyện riêng của mình, mà nếu ai cũng làm theo ý riêng của mình, thì cái thân thể là nó ra làm sao bây giờ? Tại vì nó sẽ không còn theo ý Chúa và theo cái function của Chúa, mà theo ý của con người, thì thân thể nó còn ra làm sao? Thì cái ý của ông nói rõ ràng là nếu mà mọi người đều theo ý của mình, quyết định riêng theo cái nguyên tắc của mình, theo sự chọn lựa của mình, thì hội thánh còn gì, có cái gì còn lại để mà hội thánh sử dụng sống cho Chúa? Và vì thế ông nhắc lại, sau khi hỏi câu hỏi đó thì ông nói như vậy thì phải hiểu rằng chúng ta phải theo ý Chúa lấy làm tốt mà chỉ định. Rồi nếu mà không hiểu điều đó thì ông lại nhắc lại câu hỏi lần thứ ba. Và ông đòi hỏi rằng chúng ta phải suy nghĩ rằng điều gì xảy ra cho hội thánh nếu mỗi người đều làm riêng theo ý muốn của mình. Ông hỏi nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Câu số 19. Thì tôi tưởng rằng đây là điểm mà mình phải thường xuyên hỏi, đó là cái công việc tôi làm, cái quyết định tôi làm hay là tôi không làm, hay là cái đường hướng mà tôi sống động về hiện tại, thì nó ảnh hưởng trên hội thánh như thế nào, hội thánh sẽ ra sao nếu ai cũng làm theo ý riêng của mình, nếu ai cũng quyết định không theo sự ý tốt của Chúa lấy làm tốt mà chỉ định. Thì sau khi nói điều đó xong thì sứ đồ Phaolô kết luận trong câu số 20: vậy có nhiều chi thể xong chỉ có một thân. Chúng ta cái bản dịch đó thì nó chưa có mạnh đủ. Cái mạnh đủ là ông nói là as it is, nghĩa là giống như lúc nãy mình nói là tại sao vậy ba, nói tại vì ba muốn. Thì ở đây ông nói bây giờ không thảo luận nữa, as it is, đó là cái cách Chúa làm, đó là cái nguyên tắc Chúa sinh hoạt hoạt động ở trong hội thánh Chúa và qua hội thánh Chúa. Vậy hiểu một điều là Chúa lập hội thánh với cái mục đích của công việc của hội thánh, và nhiều chi thể được để trong hội thánh đó để làm cái công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh. Cho nên hội thánh thuộc là nơi Chúa ban phước và Chúa chỉ định nhiều người trong sự hầu việc Chúa. Đồng thời cái sự hầu việc Chúa đó không phải là theo ý riêng, không phải là theo sức riêng của mình, nhưng phải theo cái sự chỉ định của ý muốn Chúa mà Chúa bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Thành thử chúng ta theo ơn chỉ định, vì khi chúng ta theo ơn chỉ định thì chúng ta nhận lấy điều tốt nhất của Chúa cho chính mình, và nhận lấy điều tốt nhất của Chúa cho hội thánh mình, và nhận lấy điều tốt nhất, ý tốt lành của Chúa là ý không sai, không hề sai trật. Tại vì mình muốn những điều khác không có nghĩa là những điều đó tốt nhất cho mình. Mình muốn cái chỗ khác không có nghĩa đó là cái chỗ tốt cho mình, có thể chỗ tốt cho cái người mà Chúa đặt để vào chỗ đó, nhưng không tốt hay là tốt nhất cho cái sự chọn lựa của Chúa cho chính mình. Như vậy cái thái độ của chúng ta phải như thế nào? Thì chúng ta hiểu trong episode đoạn 4 mà chúng ta đọc nhiều lần, chúng tôi muốn trở lại điều này để chúng ta thấy rằng khi chúng ta mỗi người hoạt động trong cái môi trường mà Chúa đặt để theo ý tốt Ngài đã định, thì cái sự sung mãn nó đến với chính mỗi cá nhân đó, mỗi gia đình đó, mỗi cái đời sống đó, và đồng thời cái sự sung mãn nó giàu có tuôn chảy cho cả hội thánh, cho công việc của Chúa. Ở đây Sư đồ Phaolô trong episode đoạn 4 thì nói rằng Chúa ban cho những người có ân tứ lãnh đạo trong hội thánh để trang bị con dân Chúa hầu việc Chúa. Thì mỗi người con dân Chúa được trang bị thế nào, hầu việc Chúa như thế đó, thì hội thánh sẽ tăng trưởng. Câu số 11: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, cả kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, cả khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ.
Nên là Chúa đặt để mỗi người, mỗi công việc thì nó sẽ đi đến cái sự gây dựng từng cá nhân một và cả hội thánh trong sự tăng trưởng đúng mức theo ý của Chúa. Thì làm sao? Câu số 16. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh hoạt động của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Ấy là nhờ Ngài, qua Chúa, trong sự sắp đặt của Chúa, thì cái sự thân thể ràng buộc, có những cái ràng buộc trong thân thể và những cái lắc léo, tức là từng phần một nối kết với nhau, nó có cái sự ràng buộc, nó có cái chỗ đứng, có cái sự giao phó trách nhiệm, thì khiến các phần giao thông với nhau có cái sự nối kết của từng phần làm công việc riêng của mình, nhưng làm trong cái sự tùy thuộc lẫn nhau. Rồi dùng cái chữ là tùy lượng sức mạnh hoạt động của từng phần. As each part does it work. Mỗi phần, mỗi cá nhân, mỗi chi thể làm trọn cái phần sự của mình theo như Chúa sắp đặt, thì thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Cái chuyện thân thể lớn lên là cái chuyện tự nhiên khi các chi thể hoạt động đúng mức theo như ý Chúa, ý muốn của Chúa sắp đặt. Còn nếu không có theo ý muốn Chúa lấy làm tốt mà chỉ định ai cũng làm theo ý muốn của mình, thì câu hỏi rằng thì cái thân thể nó ra thế nào, thì mình hiểu ngay thân thể đó sẽ bị tàn tật, sẽ không đủ phương tiện để thi hành những điều mà cần thiết, không có làm tròn cái công việc Chúa giao phó, cũng không có sức để lớn mạnh, để tăng trưởng được. Và vì thế khi chúng ta hiểu biết điều này thì chúng ta thấy cái sự đóng góp của chúng ta và cái trách nhiệm của chúng ta rất là trực tiếp, tùy theo cái sự quyết định của chúng ta đúng theo ý muốn của lời Chúa hay không. Và chúng ta hiểu những điều này thì chúng ta được khuyến khích rằng khi chúng ta đặt để lời Chúa, tiêu chuẩn của Chúa, đặt để cái kết quả của thân thể của Chúa được lớn mạnh trong đức tin như thế nào, thì nó sẽ tốt lành cho cả chúng ta lẫn hội thánh Chúa, và chắc chắn là cho công việc và mục đích của Chúa. Thì sứ đồ Phaolô mở ra một cái chỗ nối kết nữa, rất dễ hiểu khi chúng ta đọc tới, thì cũng không cần nói thêm nhiều, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng vì thế cái sự liên hệ với nhau, nối kết với nhau trong hội thánh là cái chỗ chìa khóa để có thể sống động cách mạnh mẽ trong sự liên hệ với Chúa. Thành thử tôi cần anh chị em trong thân Chúa, anh chị em cần tôi trong thân Chúa, có một cái chỗ cần nhau, có một cái chỗ quyết định đi chung với nhau, có một chỗ tôn trọng nhau, có một chỗ gây dựng nhau. Câu số 21 trở đi. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có phần, không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể khi có một cái nào đau đớn thì cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác cũng đều vui mừng. Dễ hiểu lắm, nhưng mà ở đây đặt để cho chúng ta một cái sự liên đới, liên kết, tùy thuộc lẫn nhau, interdependency mà Chúa muốn thấy thực hiện ở trong cộng đồng hội thánh, trong sự liên hệ của chúng ta trong công việc Chúa và trong sự sống động mà Chúa dành cho chúng ta trong hội thánh. Tức là chúng ta hiểu rằng mình tùy thuộc người khác và người khác tùy thuộc nơi mình. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng cái chữ mạnh mẽ lắm, mắt không được nói với bàn tay rằng you cannot say this, nghĩa là có cái thái độ này đang xảy ra đó, thì sứ đồ Phaolô nói là không thể để nó tiếp tục tồn tại trong hội thánh, không có để dung du di với cái thái độ này, mà chúng ta phải mỗi người phải quyết định là nếu mình đang tham dự vào trong cái thái độ này thì mình phải ngừng lại, ăn năn thay đổi. Nếu mà cái chuyện này nó đang xảy ra trong hội thánh thì hội thánh phải ăn năn chung để có sự thay đổi này, tức là không có cái sự chia rẽ, coi thường lẫn nhau, hay là coi thường cái công việc Chúa giao phó cho nhau. Mắt không được nói bằng tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói bằng tay rằng ta chẳng cần đến bay. Có hai cái thái độ thường xuyên xảy ra trong hội thánh, đó là không ai cần tôi,
là một cái thái độ thường xuyên mà nói trong hội thánh này nhiều nhiều người tài giỏi rồi đâu cần đến tôi, hay là nhiều người làm việc rồi đâu cần đến tôi. Khi mà người nói cái câu đó, hay là người đó không muốn tham dự công việc, hay là không có tích cực trong tham dự công việc, người đó đang sẵn sàng nhảy ra cửa sổ hay là bail out, đi làm chuyện riêng của mình, dùng cái đó để làm một cái lý do là tôi không ai cần thì không có mở chợ cũng đông, không có chết chóc gì nếu tôi không làm. Tức là dọn sẵn cho mình một con đường để nói như cái bàn chân là tôi không muốn làm chân nữa, bây giờ tôi làm chuyện khác. Thì nó ở đây không ai cần tôi. Hay là có cái thái độ riêng nữa là tôi không cần ai. Hai cái thái độ đó thì là điều mà sư đồ Phao-lô đang nói ở đây. Bây giờ ông đang nói tới phần số 2 là mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Nghĩa là mình có cái thái độ rằng hễ làm thì làm theo cái ý này, theo cái đường lối này, còn không muốn làm nữa thì tôi làm. Tôi cũng không cần phải có cái sự thêm sức của mọi người, tôi tự làm được. Thì khi cái thái độ đó đến thì chúng ta biết rằng cái sự sai trật nó cũng nằm rất thâm sâu trong tấm lòng. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Tại vì khi mình nói câu đó là mình hiểu sai về thân thể rồi, vì cái thân thể là mỗi cơ thể, mỗi chi thể đều cần đến nhau. Có những cái như nãy chúng ta vừa đọc nhau, có những cái lắc léo, ràng buộc vững bền, và những cái lắc léo khiến các phần giao thông với nhau. Chúa đặt để trong hội thánh các phần giao thông với nhau, tùy thuộc trên nhau. Cho nên khi mình nói mình không tùy thuộc, hay mình không cần, hay là mình có thể làm công việc của Chúa mà thiếu sót sự hiệp một với những người khác trong hội thánh, là mình đi ra khỏi cái sự thẩm định của Chúa. Thì ông nói như vậy cái thái độ đúng là như thế nào? Thái độ đúng là cái sự nhạy cảm về các công việc của những người khác, về cái chỗ đứng của những người mà Chúa đặt để trong chung quanh mình. Nghĩa là cái thái độ sống động để mà thi hành ý muốn của Chúa trong hội thánh, thì mình không chú ý đến mình, nhưng mà mình chú ý đến các anh chị em, mình chú ý tới công việc của những người khác, mình chú ý tới cái chỗ phát triển của những người khác. Có thể là họ đang chỗ yếu đuối, họ đang chỗ khó khăn. Nhưng ở đây thì nói ra những cái chỗ mà cái sự giao phó cho những người khác. Có những người khác được giao phó những trách nhiệm mà thấy có vẻ như là không cần thiết lắm. Thì mình nếu mình nghĩ rằng đó là không cần thiết lắm thì mình lại phải chú ý tới. Tại vì ở đây thì ông nói là các chi thể của thân xem ra yếu đuối thì lại là cần dùng. Những cái mà thấy yếu, thấy khó thì mình phải càng bảo vệ càng thêm. Chẳng hạn như mình nói tay chân thì mạnh mẽ, mình có thể đụng chạm nhiều thứ, nhưng mà trái tim của mình phải bảo vệ. Tại vì hễ chân bị mất ngón thì vẫn có thể sinh hoạt lại được, nhưng mà trái tim mất mảnh thì không sống được. Thì chúng ta hiểu rằng những gì mà thấy có vẻ như là yếu đuối, không có dễ bị tổn hại, thì đó là cái chỗ mà chúng ta phải bảo vệ càng thêm nữa. Rồi những cái mà hèn hạ thì chúng ta tôn trọng, những gì mà chúng ta thấy thiếu sót thì chúng ta cần bảo vệ càng hơn, những gì chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Rồi ở đây nói thêm một điều, đó là Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì quý trọng hơn. Thì ở đây nói về cái ý định của Chúa khi Chúa sắp đặt các thân thể trong chi thể, trong thân thể của Chúa, thân thể của hội thánh, thì cũng theo cái phản ảnh của thân thể vật chất đó. Đây là quyền sắp đặt của Chúa với một cái chiều hướng, đó là cái thân thể chúng ta, với cái thân thể vật chất thì chúng ta biết cách xử sự như thế nào để cái tốt đẹp hơn hết cho thân thể. Chỗ nào yếu thì được bảo vệ, chỗ nào hèn hạ thì được tôn trọng, chỗ nào chẳng đẹp thì mình trau dồi cho nó đẹp đẽ hơn. Nghĩa là cái chỗ nào thấy như thiếu thì là mình đổ dồn mọi cái tận lực để mà gây dựng cái phần đó. Trong khi chỗ nào thiếu thì mình thấy ráng chịu bỏ đi hay là cắt ra. Thì ở đây cũng nói rằng Đức Chúa Trời sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Với mục đích gì? Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ. Trở lại cái nguyên tắc từ đầu trong cả thư của sách Cô-rinh-tô này, nghĩa là cái sự phân rẽ này nó đi sâu sâu lắm.
Nó đi từ cái căn bản cá nhân đặt để mình làm trọng tâm, đến chỗ không hiểu ý định của Chúa, không hiểu ân tứ Chúa ban cho, không hiểu chương trình ý muốn tốt lành mà Chúa sắp đặt, không hiểu cái mục đích của thân thể của Chúa, quên hỏi rằng cái quyết định của mình ảnh hưởng tới thân thể của Chúa như thế nào. Thì ở đây phải quyết định rằng hầu cho trong thân không có phần, không có phần phân rẽ. Nhưng mà phản nghĩa với cái phần phân rẽ đó thì ông đưa ra một cái chỗ mà chúng ta rất dễ dàng để thấy, đó là các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Cái sự phân rẽ đó là cái kết quả của sự không đồng lo tưởng đến nhau. Mà cái sự phân rẽ đó được giải quyết khi các chi thể đồng lo tưởng đến nhau. Thì đây là cái mục đích của Chúa. Chúa sắp đặt chúng ta trong thân thể Chúa với những sự thiếu thốn của nhau, những cái sự lên xuống của nhau, của những cái vấp ngã của nhau, để làm gì? Để chúng ta sống động trong sự hiệp một, và chúng ta sống động trong sự hiệp một trong cái sự lo tưởng đến nhau. Nghĩa là nếu mà chúng ta sống trong một cộng đồng hội thánh mà tất cả mọi người, mọi cơ hội, mọi công việc đều là perfect hết, đều là toàn hảo hết, thì nó đâu có đòi hỏi cái chuyện lo tưởng đến nhau. Nhưng mà ở đây nó là ở trong một cái chi thể có chỗ sẽ thiếu thốn, có chỗ cần trau dồi, có chỗ cần dùng, có chỗ nghĩ là hèn hạ, cần phải được tôn trọng. Tất cả những điều đó nó bày tỏ ra ở trong sự đồng lo tưởng đến nhau, thì chống lại hay là ngăn chặn cái sự phân rẽ để làm cái công việc mà Chúa được Chúa giao phó cho toàn thân thể. Rồi nhắc cho chúng ta là cái sự lo tưởng đến nhau nó cũng dễ dàng để biết lắm chứ không phải không. Ông ra cái thí dụ, trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì những cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác đều cùng vui mừng. Cái này nói thì mình hiểu liền, nhưng mà khi mình đo lường ở trong đời sống hiện tại của mình thì mình thấy cái thực chất nó khác lắm. Nghĩa là mình, chẳng hạn như mình nói hôm nay có người trong hội thánh tin Chúa là phép báp têm thì mình cũng vui mừng đó, mình cũng tôn đại Chúa. Nhưng mà nó có cá nhân không? Nó có xoáy động mình không? Nó có chi phối, does it make a difference? Nghĩa là có vui đó, nhưng mà không có, tôi cũng sống như thường, tôi vẫn làm công việc của tôi như thường. Hay là có người đau yếu, bệnh tật vào nhà thương, thì nó mình cũng biết tin tức đó rồi mình cầu nguyện, nhưng mà có make a difference không? Nó làm cho mình mất ngủ không? Nó làm cho mình phải bỏ việc làm để đồng lo tưởng đến nhau. Nghĩa là có cái gì nó thay đổi trong cái sinh hoạt, cái thứ tự ưu tiên của mình hay không? Hôm nay mình chỉ đo lường cái phần nối kết đó thì mình hiểu mình đang nối kết với thân thể như thế nào. Các điều xảy ra trong đời sống của anh chị em mình nó ảnh hưởng mình như sao? Cái gánh nặng của người khác nó có phải là trách nhiệm của mình hay không? Cái khó khăn của người khác nó có phải là chuyện mình trau dồi hay không? Hay là mình chỉ biết đó một phần trong nguyên tắc hay là trong lý thuyết, nhưng cái sự vui mừng nó chỉ là trên bề mặt, hay là cái sự đau đớn nó không phải là cái gánh cá nhân. Thì ông nói là trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì mình hiểu chuyện đó. Trong cái thân thể này mà có một cái phần nào nhỏ thôi đau đớn, khi gout nó phát lên đi không nổi, thì lúc đó biết rằng chỉ cần một cái ngón chân khó đi là cả thân thể cũng là không bất ổn. Thì trong đó chúng ta hiểu vấn đề. Rồi khi có một cái nào được tôn trọng thì các cái khác cũng đều vui mừng. Nghĩa là cái sự nối kết với nhau nó là cái chuyện dễ thấy, dễ đo lường. Và khi chúng ta thấy cái sự đo lường đó, nó phản ảnh rằng chúng ta cần nhờ ơn Chúa để có thể theo sự sắp đặt của chi thể thân chúng ta ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài làm tốt mà chỉ định. Chúng ta thưa với Chúa rằng chúng ta hiểu điều đó, chúng ta nhận cái địa vị, cái sự sống ở trong thân thể của Chúa, và nhận cái sự sống ở trong thân thể của Chúa là nhận lấy cái sự nối kết với anh chị em, nối kết thực chất đối với anh chị em, nối kết của cái giá trị sống và cái sự sống sung mãn mà Chúa ban cho qua anh chị em của mình, qua hội thánh Chúa và qua những người chung quanh, và qua chính mình đối với những người đó nữa. Nghĩa là chúng ta sống với sự quan tâm, trau dồi những chỗ yếu đuối, làm tôn trọng những chỗ nghĩ rằng hèn hạ, những chỗ chẳng đạt thì chúng ta trau dồi cho nó đạt đẽ càng thêm hơn, để cho mục đích của Chúa được thực hiện, thân thể của Chúa không có sự phân rẽ, có sự đồng lo tưởng đến nhau, và cái sự kết nối mà các lắc léo
hoạt động đúng mức, đúng đúng trong cái chiều hướng của ý định của Chúa, làm cho thân thể của Chúa được mở mang, được lớn mạnh trong sự yêu thương, trong trong mục đích của Chúa. Nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần. Khi chúng ta nói điều đó thì chúng ta nhớ rằng ở đây có một cái sự ban cho rất thâm sâu ở trong Hội Thánh Chúa mà chúng ta cần phải hiểu. Khi Chúa Giêsu trước khi Chúa lên thập tự giá thì Chúa nói về cái sự liên kết với các môn đồ và sự liên kết của các môn đồ đối với Chúa và đối với nhau. Thì Chúa đưa ra lời cái cầu nguyện để chúng ta thấy được cái sự sâu nhiệm này. Ở trong Kinh Thánh thì có nhiều chỗ Chúa nói là chúng ta không sinh hoạt giống như những người xung quanh. Chúng ta không làm theo ý riêng, chúng ta không khinh dễ những đứa trẻ mà Chúa đang ở trong cộng đồng. Chúng ta kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối của những kẻ kém sức, chớ làm đẹp lòng mình. Chúng ta làm đẹp lòng kẻ lân cận, làm điều ít và nên gương tốt. Chúa nói những điều đó, như sư đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 15, Matthew đoạn 18 khi Chúa đưa ra những vấn đề đó. Thì khi Chúa cầu nguyện lời cầu nguyện này, chúng ta hiểu được cái chỗ đứng của thân thể Chúa, chỗ đứng của sự hiệp một trong Chúa và chỗ đứng của sự nối kết với nhau. Chúa cầu nguyện cho nhờ Hội Thánh Chúa như thế này: ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, ở trong Giăng đoạn 17 câu 20, nhưng cũng vì kẻ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, là để cho họ cùng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho cả thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Chúng ta có thể để rất nhiều thời giờ suy nghĩ những điều này, nhưng mà rõ ràng cái sự nhiệm màu cao trọng vô cùng. Chúa nói là Chúa đã ban cho Hội Thánh Chúa sự vinh hiển mà Chúa đã có trong sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời, và để đem Hội Thánh Chúa hiệp làm một cũng như ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp làm một. Mình tưởng tượng nổi không? Mình hiểu rõ cái đặc ân mà Chúa đang muốn ban cho Hội Thánh Chúa theo ý muốn của Ngài đã định, để chúng ta có thể tham dự vào trong sự vinh hiển của Chúa, trong sự thông công với Chúa. Rồi con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ toàn vẹn hiệp làm một. Cái vấn đề hiệp một này nó không phải chỉ là hiệp một để Hội Thánh làm việc, không có sự đổ vỡ để làm công việc cho nó trọn. Nó có vấn đề công việc, nó có cái vấn đề của sự sai phái của Chúa. Nhưng ở đây Chúa nói lớn hơn, để họ có thể hiệp làm một với chúng ta, với ba ngôi Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong cái sự thông công với nhau, hiệp làm một ở trong Hội Thánh, chúng ta hiệp làm một với Đức Chúa Trời. Mình không nghĩ tới chuyện đó. Mình không nghĩ là nó nối kết tới sâu nhiệm của cái đặc ân cao lớn như vậy, cao trọng như vậy. Nhưng Chúa nói là để họ hiệp làm một, và trong cái sự hiệp một đó, họ hiểu được cái sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời và được tham dự trong sự hiệp một của chính Chúa. Để làm gì? Để kinh nghiệm là Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Bây giờ Chúa nói là để cho Hội Thánh Chúa được bước vào trong cái kinh nghiệm của sự thương yêu đó, của sự thông công đó, của sự hiệp một đó. Cho nên khi chúng ta đau với kẻ đau, khóc với kẻ khóc, khi chúng ta quyết định cho cái ích lợi của Hội Thánh chung chứ không phải cho sự riêng, ý muốn riêng của mình, chúng ta không quyết định chỉ cho công việc trước mặt, chúng ta không quyết định cho những cái điều có lợi mà chúng ta thấy được. Chúng ta được lời Chúa kêu gọi, gọi mời, đặt để tham dự trong sự sống với ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin cho sự sống đó tuôn chảy trong chúng con, cho chúng con kinh nghiệm thâm sâu về sự hiệp một, về sự vinh hiển, về ý định, ý muốn của Chúa, tình yêu thương đời đời mà Chúa dành cho chúng con trong sự thông công với chính Chúa, để chúng con không làm mất mát những cơ hội, những mức độ mà Chúa muốn dành tất cả cho Hội Thánh Chúa qua chúng con, trong chúng con và cho cộng đồng chung quanh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ.